Lộ mức lương khủng Nga trả cho các tình nguyện viên Trung Đông đến Ukraine tham chiến. Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga vào ngày 11 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Putin đã chấp nhận việc đưa 16.000 chiến binh tình nguyện từ Trung Đông, nhất là Syria, sang Ukraine chiến đấu hỗ trợ quân Nga. Riêng Syria đã là một nguồn cung cấp chiến binh phong phú cho Nga. Quân đội Nga đã gắn bó sâu với đất nước Trung Đông này, nơi hoạt động can thiệp quân sự của họ bắt đầu vào năm 2015 nhằm giúp đỡ bảo vệ chế độ của Tổng thống Bashar Assad trước quân nổi dậy. Quyết định này cho phép Nga triển khai lính đánh thuê thiện chiến từ các lò lửa của Syria nhằm giảm thương vong cho quân đội Nga. Theo Guardian đưa tin, quảng cáo nhập ngũ của quân đội Nga đưa ra mô tả công việc chi tiết, các cuộc đột kích quân sự, hoạt động ở nước ngoài và du lịch đến Ukraine, với mức lương lên đến 3.000 USD mỗi tháng tùy theo kinh nghiệm. Ali Jafar Aka, một thành viên 35 tuổi của lực lượng quân nhân Iraq, trả lời phỏng vấn qua điện thoại rằng anh ta được cung cấp 400 USD mỗi tuần để chiến đấu cùng với quân đội Nga trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Asa Aonha, một nhóm bán quân sự do người CIA hậu thuẫn, đã tuyên bố thực hiện hơn 6.000 cuộc tấn công chống lại lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Iraq. Tờ Guardian cũng đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc triển khai sẽ tập trung vào khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Trang web Điện Kremlin cũng dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được yêu cầu từ các tình nguyện viên thuộc các nước khác nhau muốn tham gia vào phong trào giải phóng các nước Cộng hòa Nhân dân Tự phong Donetsk và Luhansk. Theo ông này, số lượng đơn xin lớn nhất đến từ Trung Đông với hơn 16.000 lá đơn. Một quan chức quốc phòng Mỹ cao cấp cho biết, chúng tôi thấy rằng điều đáng chú ý là Tổng thống Nga Vladimir Putin cần dựa vào tình hình tình nguyện viên để bổ sung, một cam kết rất quan trọng về sức mạnh chiến đấu ở Ukraine như hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cũng đề xuất giao cho quân đội vùng Donbass các tên lửa Javelin và Stinger do phương Tây sản xuất mà Nga thu giữ được ở Ukraine. Ông cũng gợi ý giao các loại vũ khí khác như hệ thống phòng không di động, các tên lửa chống tăng cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Ông Putin nói, đặc biệt là các vũ khí do phương Tây sản xuất mà quân đội Nga thu được. Tất nhiên tôi ủng hộ việc giao những vũ khí này cho đơn vị quân đội của các nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk. Như vậy, vừa bỏ chi phí để có sự tham chiến của lực lượng bên ngoài, vừa cung cấp hỏa lực cho lực lượng bên trong. Có vẻ lần này ông Putin đã quyết định chơi một ván lớn. Ở phía đối đầu, Ukraine cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi thành lập một quân đoàn quốc tế cho những người từ nước ngoài đến giúp đỡ trong cuộc chiến chống Nga. Một số binh sĩ nước ngoài nói rằng họ bị thu hút bởi lý do ngăn chặn những gì họ coi là một cuộc tấn công vô cớ vào một quốc gia nhỏ. Có khả năng nếu cuộc chiến này mãi không hồi kết thì số người nằm xuống sẽ còn nhiều hơn tưởng tượng.